Quý vị hãy nghe những cái gương hạnh niệm Phật của người xưa và có kết quả vãng sanh rõ ràng. Và ở đây con xin tạm kể những câu chuyện thiết thực gần với chúng ta. Ngài Đầm Hư Đại Sư trong Niệm Phật Luận, Ngài có kể lại những câu chuyện của những người tín nguyện niệm Phật, trì danh niệm Phật và được vãng sanh chứng tích rõ ràng. Ngài bảo rằng trong cuộc đời của Ngài đã chứng kiến hơn 25 vị vãng sanh có chứng tích rõ ràng. Vị thứ nhất Đầm Hư Đại Sư kể, đó là Ngài Tu Vô, quê ở Quảng Bi, gia đình làm nghề gạch ngói, lao động vất vả quanh năm cho nên chẳng được học hành gì cả. Đến khi lớn lên, Ngài ý thức giác ngộ cuộc đời này vui thì ít, khổ thì nhiều, danh lợi tình tiền giống như là bọt nổi mà thôi, giống như cái bóng trong gương, như là hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá, thấy đó rồi mất đó. Cho nên Ngài giác ngộ, Ngài xuất gia tu đạo. Năm Dân Quốc thứ 50, Ngài Quảng Vi đi đến Cáp Nhĩ Tân, chùa Cực Lạc, nơi đó mở đại giới đàn và thỉnh cầu Pháp Sư Đế Nhàn làm hòa thượng đàn đầu truyền giới cho các vị giới tử. Thì Ngài Tu Vô, Ngài đến, Ngài xin ở đó làm công quả trong suốt thời gian đại giới đàn diễn ra, và được Pháp Sư Định Tây là trụ trì chùa Cực Lạc hứa khả, cũng như Ngài Đầm Hư có mặt trong ngày hôm đó, cũng chấp thuận cho Ngài Tu Vô ở lại đại giới đàn. Và Ngài xin phát nguyện chăm sóc người bệnh, những vị nào bệnh thì Ngài khám bệnh rồi Ngài cho thuốc men, và săn sóc người bệnh, nấu cháo, lo lắng cho những người bệnh trong lúc đại giới đàn diễn ra. Mới có 10 ngày thôi, Ngài Tu Vô đến xin là xin cho phép con đi. Pháp Sư Định Tây trụ trì chùa Cực Lạc mới quở bằng câu nói: ông tu hành mà nay dày mai khác, mới đến xin ở đây để phục vụ cho chúng tăng trong đại giới đàn này, mà mới có 10 ngày, hôm nay ông đến ông xin ông đi, nay dày mai khác, cái tâm không có kiên định như vậy thì làm sao tu hành có kết quả được. Ngài Tu Vô mới trả lời: xin Pháp Sư Quan Hỷ, con đến cáo biệt, con không đi đâu hết, chẳng qua là con về Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Và xin thỉnh cầu Hòa Thượng trụ trì, tức là Pháp Sư Định Tây, cho con xin một ít củi để sau khi con chết đi rồi dùng cái số củi đó thiêu cái xác của con. Pháp Sư Định Tây mới hỏi: nếu thật ông về Cực Lạc thì bao lâu ông về nó? Mà 10 ngày nữa. Qua tới ngày hôm sau, Ngài Tu Vô đến trước Pháp Sư Định Tây, Ngài Đầm Hư và Pháp Sư Đế Nhàn hư rằng: hôm nay con xin cáo biệt quý ngài, là bữa nay con về Cực Lạc chứ không còn 10 ngày nữa, con muốn đi liền. Rồi hỏi có yêu cầu gì không? Nói con xin một vài huynh đệ hộ niệm để đưa tiễn con về Cực Lạc. Ngài xin một cái căn phòng nhỏ ở trong tự viện, ở trong nội viện đó cho ngài, và ngài ngồi xếp bằng lại niệm Phật và xin thỉnh cầu một số huynh đệ hộ niệm để đưa tiễn ngài. Trước giờ phút này ngài đâu có bệnh hoạn gì đâu mà ngài tuyên bố ngài vãng sanh. Cho nên ai cũng nói là trước khi vãng sanh xin để lại một cái lời khai thị, một lời thị chúng. Thì lúc đó ngài Tu Vô mới trả lời: tôi dốt nát có biết gì đâu mà làm thi làm kệ, có biết cái gì đâu mà dạy chúng. Nhưng tôi có một câu kinh nghiệm như thế này, không biết các vị có muốn nghe không? Ai cũng nói là xin nghe. Ngài Tu Vô mới trả lời nói, ngài nói một câu, ngài bảo rằng: người nói được mà không hành được, không làm được thì không phải là chân thật trí tuệ. Chân thật trí tuệ là nói được phải làm được, nghe quý vị. Mà có khi nói một mà làm tới 10, chứ đừng nói 10 mà làm một. Có khi có người nói 10 mà không làm được một chút nào cả thì dở lắm, cái đó không phải là chân trí tuệ đâu quý vị ạ. Ngài dạy chúng một lời qua kinh nghiệm đời tu: người nói được mà không làm được thì không phải là chân thật trí tuệ. Nói xong ngài chắp tay niệm Phật và an nhiên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới quý vị. Đó là câu chuyện thứ nhất mà chính mắt ngài Đầm Hư Đại Sư, ngài đã chứng kiến cảnh tượng này. Câu chuyện thứ hai là có một vị cư sĩ tên là Trịnh Tích Tân, ông vốn là một thương gia. Trịnh Tích Tân nghe Đầm Hư Đại Sư nói về việc niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và ông phát khởi cái tâm nhàm chán ta bà cầu cái vui cực lạc. Ông nỗ lực tinh tấn gác bỏ thế duyên, giao hết việc buôn bán lại cho em trai của mình rồi dốc lòng niệm Phật. Có lần nọ thì cư sĩ Trịnh Tích Tân giảng Kinh A Di Đà cho những liên hữu đồng tu nghe.
Sau cái thời giảng pháp đó xong, ai cũng trở về, còn 5-6 người ở lại. Cư sĩ Trịnh Tích Tân mới bảo rằng: tôi vãng sanh mà tôi sợ rằng tôi vãng sanh ở nhà của người ta, rồi người ta sợ, người ta không dám ở, người ta bỏ nhà đi luôn, cho nên tôi phải trở về để đến ngày tôi vãng sanh rồi. Huynh đệ đồng tu nói: không sao, nếu ngài thật sự vãng sanh thì vãng sanh ở nhà tôi còn mừng nữa đó. Đó là một cái điều đáng quý đối với gia đình tôi, chứ không có gì sợ cả. Hỏi ngài chừng nào vãng sanh, ngài nói vãng sanh bây giờ nè. Là một cư sĩ đó nghe mà biết trước ngày giờ vãng sanh của mình, nói vãng sanh bây giờ. Thôi cho tôi cái phòng, tôi vô đó tôi vãng sanh. Vô trong phòng rồi 5-6 huynh đệ hộ niệm. Có 15 phút sau, cư sĩ Trịnh Tích Tân ngồi niệm Phật và ra đi nhẹ nhàng luôn quý vị ạ. Rồi câu chuyện nữa là câu chuyện thứ ba. Đầm Hư Đại Sư chính mắt chứng kiến đây. Có một nữ cư sĩ họ Trương, nhà của cô ở gần bến cảng. Chồng của cô làm nghề kéo xe ở bến cảng, còn cô buôn bán ở giữa chợ. Nhà cô gần chùa Trạm Sơn, cho nên ngày nào sau khi buôn bán xong là cô ghé vào chùa niệm Phật tụng kinh, và cô phát lòng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhàm chán cõi ta bà. Ngày đó cô mới bảo với chồng, nói: mình ơi, bữa nay mình đừng có đi xe nữa, mà mình ở nhà để đưa tôi về Cực Lạc. Ông chồng ông mới nói lẫy, ông nói: bà sướng quá, bà về Cực Lạc đi, còn tôi ở thế giới cực khổ này. Ông nói vậy rồi ông kéo xe ông đi làm. Cô Trương này mới quay lại bảo hai đứa con, nói: một đứa 10 tuổi, đứa 6 tuổi, bữa nay ở nhà đưa má về Cực Lạc. Tụi nhỏ có biết Cực Lạc là gì đâu, rồi nó cũng bỏ đi chơi. Đến chiều về thì cô Trương đang ngồi với tư thế ngồi mà cô đi hồi nào chồng về thấy cơm canh gì không thấy, kêu gọi thì cô đã ngồi an nhiên niệm Phật mà vãng sanh rồi quý vị ạ. Người chồng mới nhớ lại hồi sáng bà vợ bà có nói: ông bữa nay mình bữa nay đừng có đi kéo xe nữa, nhà đưa tôi về Cực Lạc, không lẽ bà biết trước ngày giờ bà đi sao? Nhớ chực lại điều đó. Kể từ ngày hôm ấy, ông chồng phát tâm niệm Phật, cuối đời cũng an nhàn tự tại ra đi như bà vợ của mình vậy đó quý vị ạ. Đó là ba câu chuyện người phát lòng niệm Phật mà vãng sanh Cực Lạc tịnh độ Tây Phương, có chứng tích rõ ràng, chính mắt Đàm Hư Đại Sư ngài chứng kiến và ngài kể lại cho chúng ta nghe. Rồi người phát lòng niệm Phật vãng sanh chắc chắn như thế rồi. Bây giờ con vật nghe quý vị, mà nó niệm Phật nó cũng vãng sanh luôn. Vào năm 1987, ở tại Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, có một người nọ đem một con két, lông thì màu xanh, mỏ thì màu đỏ, đem đến chùa Bạc Đầu ở Nội Mông gửi con két đó. Hỏi lý do tại sao thì người chủ mới trả lời: nó quá chừng hung dữ luôn rồi, dạy nó nói tiếng người thì nó không nói, ngu si không biết nói, tập biết bao nhiêu năm mà không nói tiếng người, nó lì như vậy đó. Mà tao huấn luyện nó là ai đến gần là nó mổ, nó cắn nha. Mổ cắn kiểu nào cũng không buông ra, mổ đến nỗi mà đứt ngón tay của người ta thôi chứ nó không buông ra, nó hung dữ kiểu đó. Do đó mà gửi vào chùa. Khi chùa nhận xong rồi mới giao cho một người cư sĩ họ Vương, gọi là Vương cư sĩ, đem về nhà nuôi. Và ông này rất là tinh tấn, nhà ông có lập cái Phật đường, tức là nơi cái chỗ để thờ Phật. Mỗi ngày thì ông đều để cái máy niệm Phật, cả nhà đi qua đi lại, cả nhà đều nghe cái câu Phật hiệu, luôn luôn lúc nào không dứt cái tiếng niệm Phật ở trong nhà ông. Vậy mà đến năm 1998, tức là trải qua 11 năm con két ở gia đình họ Vương này, bắt đầu nó nói quý vị à. Mà nó nói cái gì quý vị biết không? Nó nam mô A Di Đà Phật, ai đến nhà nó kêu niệm Phật đi, niệm Phật đi. Còn nó một mình thì nó nam mô A Di Đà Phật, ngoài đó nó không nói thêm một câu nào hết, mà nó chỉ nam mô A Di Đà Phật. Gặp khách đến nhà thì nó lại bảo rằng niệm Phật đi, niệm Phật đi. Vào tháng 5 năm 1998, lúc đó con két này nó bị tiêu chảy, có một ngày một đêm qua ngày hôm sau. Trước giờ phút mà nó vãng sanh, nó còn kéo cái hơi tàn sức kiệt yếu ớt của nó, mà nó niệm nam mô A Di Đà Phật rồi trút hơi thở cuối cùng quý vị à. Vương cư sĩ mới làm lễ quả táng, an táng cho quả táng cho con két này giống như một người chết vậy đó. Thỉnh các vị sư đến tụng kinh siêu độ cho con két này và hộ niệm cho nó suốt 12 tiếng đồng hồ. Đến khi thiêu ra đó quý vị, cái lưỡi của con két còn nguyên vẹn, 20 viên xá lợi màu trắng và mấy chục viên xá lợi màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Một con két niệm Phật
mà còn vãng sanh vào phút cuối cùng chánh niệm ra đi, thiêu ra có xá lợi lưỡi như vậy thì huống chi chúng ta, phải không? Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy phát lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ đi quý vị ạ. À, rồi ở tại tỉnh Phúc Kiến vào năm 1980, lúc bấy giờ có một người nọ nuôi trâu và thường dẫn trâu ra đồng để ăn cỏ uống nước cày cấy. Một hôm, người con của người chủ này dẫn con trâu ra đồng và nói một câu như thế này: Bữa nay mày ở đây với tao, chứ ngày mai này bán mày cho người ta làm thịt rồi. Vừa nói dứt lời, quý vị, con trâu nó quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy ra, nó quỳ xuống, nó lại cầu xin tha mạng đó quý vị. Chứng kiến trước cảnh đó, người con của người chủ nhà đó về thưa lại với cha mẹ mình, rồi mới đem ra một số tiền giống như là chuộc mạng của con trâu, theo lẽ bán con trâu để làm công việc nào đó, bây giờ đem số tiền y hệt vậy để mua lại cái mạng của con trâu và đem con trâu gửi đến một ngôi chùa. Khi ở trong ngôi chùa này, ngày nào cũng vậy, vào trong chùa rồi đó quý vị, không có thời công phu niệm Phật nào mà vắng mặt con trâu. Nó vô nó tu chung với lại quý thầy ở trong chùa. Ngày mà nó chết đó quý vị, con trâu nó ở trước cửa chùa, khi mà nó chết nó còn quỳ xuống lại Phật ba lại rồi mới nằm chết. Nó vãng sanh quý vị ạ. À, khi người ta thiêu ra cũng xá lợi vô số luôn. Một con vật mà niệm Phật còn vãng sanh có chứng tích rõ ràng như thế thì huống chi chúng ta ngày nay chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc, làm sao không được vãng sanh, phải không quý vị? Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử ai nghe được lời dạy này hãy phát lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ cực lạc Tây Phương đi quý vị. Rũ bỏ hết các duyên, gác bỏ hết các duyên đi. Buông bỏ ở đây không có nghĩa là chúng ta trốn tránh trách nhiệm đối với gia đình, bỏ công ăn việc làm. Nhưng mà buông bỏ ở đây có nghĩa là buông bỏ mọi vọng chấp phân biệt trong tâm mình. Vì mình biết nó là giả không thật. Cho nên đừng vì cái giả này mà bon chen, mà tranh đua hơn thua, phải trái tốt xấu được mất, để lận đận lao đao khổ sở cả đời. Hãy vì cái thật kia. Cái thật đó chính là sự thật tâm tu hành, tín nguyện sâu tiết trì danh niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Cái đó chúng ta mới là người trí, người biết thương mình, muốn đưa mình thoát khỏi cảnh khổ đến cảnh giới an vui. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy tín nguyện sâu thiết trì danh niệm Phật để sớm được vãng sanh về miền Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Phật thương nhân loại thể thương con bỏ mẹ cha những mỏi mòn, đường trần đi mãi xa muôn lối, nẻo về cách biệt mịt mù non, đạo tràng phước an hải chúng con, một lòng kiên thể giả sắc son, Di Đà quyết chí gìn tâm niệm, nương nơi tín nguyện quả viên tròn. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô